Cái gì anh? Anh ra ngoài vệ sinh rồi. Làm sớm đấy. Tôi mới về à? Tôi chức 2 ca mà. Một ca thì đó đây là cán bộ trên tỉnh, một ca là À. đi. Kể ra cái đấy là một cái đỉnh càng đẹp. Đấy, hết cái ấy luôn, thì thấy không? Em mua đây. Nó bay hết. Em mua. Bây giờ anh làm cái tờ giấy đi ra vào Tôi vào vào phòng. Vào phòng nhớ gõ cửa. Đây này. Bay hết luôn, ai mà không bay. Em đang nhìn lại đây nào. Bà Hà biết cái gì? Chắc bảo là trên nước bay. Liền hôm qua em vừa dán lại đấy. Làm cái mất công mình cứ kéo đi kéo lại cái đấy. Mình cứ đẩy đi để nước. Chị Hà chị cái phán cái thánh thôi. Lệch. Ơi khổ thế nhỉ. 8 giờ vẫn chưa được ăn, chưa được nghỉ. Lên luôn. Cơm anh còn mâm anh úp trên bàn tí mình hô lên rồi. Chú chưa con nào luôn trước này trước trước bên Yapper bên kia là cho Yapper một thằng đánh A một thằng đánh châu B.
Alo. Vợ sẽ đến với trận thi đấu này. Và đây là máy game thủ Cam Quýt với tham rank là 27. Một trận đấu mà Quýt đang phần đối mặt với game thủ người cầm màu 6 BB. Và trận đấu này BB là cầm là bài đấu cầm Phone Asian. Và hiện tại tôi đang thấy chưa có quá đông cung rửa game thủ Phone Asian ở không? Tên thi đấu này là khoảng gần hơn 10 con cung rửa. Và hơi một con cung rửa game thủ người cầm Phone Asian. Và tôi nghĩ tên thi đấu này lạc đà. Và nhưng mà tên thi đấu này lạc đà chúng ta là chưa có công. Hoặc là đá kiếm thủ Cam Quýt là người chưa có công trong tờ này. Dường như đây là trận thi đấu mà kiếm thủ người cầm xăm ta là bài đấu không được khỏe thì phải. Khi mà tôi thấy lạc đà không công và không có giáp. Sao đấy? Đang làm. Sao đấy? Nói đi. Mai nhá.